Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, em sẽ giải thích cho tất cả những anh em chưa biết về tụ 3,3 mi, hay nhiều anh em gọi là tụ 3,3 UF, thì nó tác dụng để nó làm cái gì và như thế nào. Thì trong clip ngày hôm nay, em sẽ giải quyết những cái thắc mắc của những anh em nào quan tâm đến con tụ 3,3 mi. Như anh em trước màn hình đây, anh em mình thấy là máy quay bắt nét đó tụ 3,3 mi và 250 V. Và đây em lấy thêm một con tụ 2,2 nữa để em bỏ ra để em test luôn cho anh em mình hiểu thêm. Thì trước khi phân tích thì em sẽ test nhạc trước nhé, cho anh em mình hiểu thêm nữa, nghe trước rồi em phân tích sau. Bật nhạc lên ạ. Đầu tiên em sẽ test chép kèn trước, sau em test chép giấy sau. Test nhanh thôi, chứ em không đấu cả trở nữa, đấu tụ không thôi. Đây là ngắt test con 3.3 anh em nha. Đây em cắt ngắn, cắt chân ngắn chân dài này, cho anh em mình sẽ nhìn thấy này. Con chân ngắn này, đâu máy quay không quay thấy. Con chân ngắn thì là con 3,3, con chân dài là con 2,2, cho có đỡ sự nhầm lẫn. Cho tụ 2,2 này. Đấy, em phải test chấp kèn nhé. Mình test thằng test giấy này. Test tụ 3.3 trước này. Em bỏ ra nhé, và em lấy con tụ 2.2 này. Là một mình phải test nhạc hơi chậm, em thông cảm. Và như anh em vừa nghe em test hai con tụ này, thì như anh em thấy thì tụ 3,3 thì nó cho cái giải chung nó nhiều hơn và cái giải test nó bớt đi. Còn con tụ 2,2 thì là có tụ chuyên test rồi, thì nó test nó sẽ nhiều hơn, chung nó ít đi hẳn, nó chỉ có chung cao hẳn thôi, cao vót thôi. Thì bây giờ con chung con tụ 3,3 này thì ta tác dụng của nó để như thế nào? Điều thứ nhất là anh em mình ghép vào những chiếc tép giấy mà để mình lấy giải chung nó nhiều hơn. Ví dụ như mình lắp trong cái loa BMB mà nó có một bát và bốn tép như con 850 ạ, thì là hai tép dưới người ta sẽ lắp cản tụ 3.3 để cho nó thiên về lời, nhiều lời hơn một chút.
và hai con tép trên thì người ta sẽ lắp con tụ 2.2. Còn tép kèn thì người ta không cản đến, không dùng đến tụ 3.3 anh em nhé, mà anh em nên dùng tụ 2.2 như này, vì khi mình dùng tụ 3.3 thì rất dễ có nguy cơ nó bị cháy côn kèn. Vì nhiều anh em cũng thắc mắc là con tụ 3.3 này để đấu ghép như thế nào, thì em xin có một chút cái video ngắn, có nghĩa là mình dùng cái tụ 3.3 để mình lắp cho những cái tép giấy để lấy nó nhiều lời hơn, nó thiên lời hơn, thì nó sẽ rất thích hợp những cái dạng như cái tép giấy của BB tròn 10 như này, hoặc những cái tép tương tự như này đều được, hoặc cả tép bâu cũng được, để mình làm con nói chung của con bâu 301 CG4 và CG5, họ có cái con chung. Thì nếu anh em mà dùng con 6.8 cũng được, 6.8 thì nó nhiều lời quá thì dễ đứt côn kèn, đứt đỡ côn tép, quên phải côn kèn. Đó, anh em thấy nhìn thấy đây, tụ 3.3 250V là ok thôi. Với những con tép giấy như này thì không nhất thiết phải đến 400V làm gì cả, không bao lần chết được đâu, không bao nóng được. Vâng, và em xin phép dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio. Anh em cảm thấy cái video nó có ích thì xin hãy chia sẻ nó để cho những người biết hơn. Và anh em yêu quý Huấn Audio thì xin cho em một đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển hơn nữa. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.